Trải qua cuộc hôn nhân bất hạnh, không biết bao lần chị Thùy dùng rơi nước mắt. Anh là đàn ông trong gia đình, sao không có trách nhiệm gì hết vậy? Em ôm một đống công chuyện vô xong rồi em than em tách là sao? Và rồi chị đã mạnh mẽ đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời mình. Chị đã bản lĩnh như thế nào để vượt qua mọi chuyện? Hãy là một phụ nữ tự tin, tự chủ, độc lập tài chính của mình. Tất cả những điều xung quanh sẽ không làm ảnh hưởng đến mình. Cuộc sống của mình thì do mình quyết định. Thảo rất vui gặp lại quý vị trong chương trình Đẳng cấp quý cô, chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng công ty truyền thông Pinhouse thực hiện. Thưa quý vị, trong cuộc đời của mỗi người chắc chắn có lúc chúng ta phải buộc đưa ra những quyết định, những lựa chọn không mấy dễ dàng. Và đối với một người phụ nữ, lựa chọn một cuộc sống không có người đàn ông bên cạnh thì họ phải nỗ lực gấp trăm, phải mạnh mẽ gấp ngàn lần. Đó là chủ đề của chương trình Đẳng cấp quý cô kỳ này. Và xin được giới thiệu cùng quý vị nhân vật của chương trình, chị Dương Thị Thùy Dung. Chị có thể giới thiệu một chút về mình để mọi người được làm quen với chị không? Dạ, em tên là Dương Thị Thùy Dung, hiện đang làm quản lý nhà hàng. Công việc của em là bán kinh doanh online nữa ạ. À, vừa quản lý nhà hàng vừa kinh doanh online. Dạ. À, chắc chắn là có rất nhiều điều thú vị để chị chia sẻ với mọi người về công việc hiện tại của mình cũng như là cuộc sống của mình. À, và thưa quý vị, góp phần cho những thành công của chương trình Đẳng cấp quý cô thì không thể không kể đến những khách mời. Xin được giới thiệu cùng quý vị chuyên gia tâm lý Linh Trang và ca sĩ Hà Thúy Anh. Dạ, xin chào chị Linh Trang. Rất vui được gặp Phương Thảo trong chương trình. Và đặc biệt là qua đó cũng được gặp những cái khách mời với những nhân vật, với những cuộc đời thăng trầm của họ. Và đặc biệt là mình sẽ học được ở họ những điều rất hay. Những người phụ nữ đã vượt lên chính bản thân họ. Dạ, còn Hà Thúy Anh, khi đến với chương trình thì bạn đang mong đợi mình sẽ nhận được điều gì từ chương trình? Ngay từ đầu mà khi em nhận được kịch bản của chương trình để tham gia thì em cảm nhận ngay là mình cũng là phụ nữ và chắc chắn là khi đến đây rồi thì mình sẽ nghe được rất là nhiều những chia sẻ cũng như là lấy được nhiều kinh nghiệm dày dặn cho bản thân của mình để mình có thể là tiếp bước và cũng có thể mình với cái câu chuyện của tất cả khách mời biết đâu sau này có thể là mình hay người thân hay những người xung quanh của mình nhận được những cái hoàn cảnh vào hoàn cảnh như vậy thì mình sẽ biết để làm gì cho là tốt nhất và hay nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống được tái hiện từ chính câu chuyện có thật, từ chính cuộc đời của nhân vật Thùy Dung. Xin mời quý vị. Đi chơi giờ này á chưa chịu về nữa. Thiệt tình á. Alo, anh hả? Anh về chưa vậy? Rồi đang về nè, chờ chơi có xíu gọi hoài. Anh về liền đi, em có chuyện muốn nói với anh. Alo. Alo. Đi chơi xíu mà em gọi như réo mã tà vậy, cái gì vậy? Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Hơn 12 giờ rồi. Anh đi chơi thì phải cũng phải biết tranh thủ về sớm chứ. Trời đất ơi, anh đi chơi pizza thể thao mà lành mạnh chứ có chơi gái gú hút chích gì đâu mà em cấm em cản. Em không có cấm anh chơi pizza, nhưng mà anh chơi ít thôi. Và lại á, bây giờ anh đâu có độc thân như trước kia nữa đâu. Anh phải để dành thời gian cho con, cho gia đình. Mệt em ghê á, nếu như mà em chăm con không nổi thì có bà ngoại chăm đó. Anh nói vậy mà nghe được hả? Con mình á thì mình chăm sóc, sao lại đổ hết cho bà ngoại vậy? Mà em không có bắt anh chăm con. Em chỉ muốn anh á dành thời gian nhiều hơn chơi với con, hơn là anh chơi pizza. Đứa thứ nhất á, nó không có duyên ở đến bên mình á. Thì đứa thứ hai anh phải trân trọng đó chứ. Rồi, ngày mai anh ở nhà chăm con, không có chơi pizza nữa. Anh lúc nào cũng hứa, mà có bao giờ anh chịu làm đâu. Anh à, hay là anh nghỉ chơi pizza đi. Anh đi làm về á, anh phụ em lên đơn hàng, chứ một mình em làm không có dễ. Em nghĩ làm sao vậy, ngày anh đi làm về quá trời công chuyện luôn, anh mệt lắm. Anh đi làm về á, anh có làm cái gì đâu. Mà mấy bữa nay á, con bệnh, một mình em á phải vừa chăm sóc con, vừa đi làm ở nhà hàng á, rồi về nhà phải bán hàng online nữa, đủ thứ công chuyện để làm. Mà anh là đàn ông trong gia đình, sao anh không có trách nhiệm gì hết vậy? Ủa tại ai? Tự nhiên cái giờ em ôm một đống công chuyện vô xong rồi em than em trách là sao? Anh có biết là từ lúc con bệnh đến khi con mất, nhà mình có đồng nào đâu? Mà hả? Anh đi làm á thì lúc được lúc không.
đã vậy, anh còn xách tiền cho bạn mượn nữa. Rồi á, có ai trả lời cho anh không? Bây giờ em đi làm, một lúc nhiều công việc như vậy á, để có tiền nuôi con. Anh không thương em thì thôi, giờ còn sao ngồi đó trách em? Ý em là giờ em làm được nhiều tiền rồi em khi dễ tôi phải không? Bây giờ mình đã là vợ chồng với nhau rồi, ai làm ra tiền cũng vậy thôi. Em chỉ muốn anh á là phụ em một tay, thay vì suốt ngày anh nghiện chơi bi da. Cô im đi. Cô nghĩ cô làm được một bao nhiêu đó tiền là hay hả? Anh có biết á là em cũng là phụ nữ, em cũng muốn được sung sướng như bao nhiêu người phụ nữ khác. Lúc em mệt mỏi nhất, em cũng có cần một người chồng để dựa dẫm. Em không muốn mình á là một người phụ nữ lúc nào cũng phải gồng mình như người đàn ông trong gia đình á. Anh có thể nào á cho em là một người phụ nữ thực thụ được không anh? Thôi đủ rồi, đủ lắm rồi. Tôi nói cho cô biết, từ lúc lấy cô đến giờ tôi đủ mệt mỏi rồi. Muốn sung muốn sướng á, dẹp. Đáng lẽ ra câu nói này em nói mới phải chứ. Em đã gồng mình cố gắng dung dáng cho cái gia đình này, hết lần này đến lần khác em cho anh cơ hội sửa sai. Mà bây giờ câu nói này của anh là sao? Nếu mà sống với nhau á, chịu đựng nhau như vậy á, thì giải thoát cho nhau đi. Xem xong cái tình huống vừa rồi á, thì Thảo thấy là Dung rơm rớm nước mắt. Có phải chăng lúc này Dung đang rất là xúc động khi mà nhìn thấy trong cái tình huống tái hiện lại một phần cuộc đời của mình trước đây không? Thật ra là em coi á, đó là cái hình ảnh của em về những thời gian trong vừa 7 năm qua. Cuộc sống vợ chồng của em là như vậy. Và nó luôn 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 là như vậy luôn. Luôn luôn phải điện thoại để hối ảnh về. Từ thường là từ 11, 12 giờ, có khi 2, 3 giờ sáng. Hoặc là cũng có một số lần đi suốt cả đêm. Nhưng mà trước khi kết hôn với nhau thì anh có như vậy không? Trước khi kết hôn với em á, thì em cũng biết anh chơi pizza. Nhưng mà em nghĩ là tụi em đến với nhau là bằng cái tình yêu. Tự quen biết rồi tự tìm hiểu với nhau rồi tự đến với nhau. Thì em nghĩ là khi mà về đời sống vợ chồng rồi thì sẽ cải thiện được. Cuộc hôn nhân này em cố gắng hết sức mình luôn á. Em vẫn làm việc, vẫn cố gắng đầy đủ gia đình. Thì đó là cái động lực để cho anh đi chơi pizza tiếp. Thay vì ảnh là người có trách nhiệm, là người trụ cột, thì bây giờ đã thấy mình đã như vậy rồi thì ảnh sẽ để lại cho mình là trụ cột lại, là có người có trách nhiệm hơn. Mình được biết là bạn cũng có một cái tuổi thơ rất là khó khăn, cũng thiếu thốn tình cảm gia đình và khó khăn về mặt vật chất nữa. Dạ. Thì với những ngày tháng tuổi thơ đó thì bạn mong chờ cái điều gì ở người đàn ông của mình khi mà mình kết hôn? Thật ra cuộc sống của em á, nó đã khó khăn từ lúc nhỏ rồi. Ba mất sớm, mẹ một mình ở như vậy nuôi hai chị em tới lớn luôn. Tới bây giờ mẹ cũng vẫn không có lấy chồng nữa. Em giống như là người trụ cột của người đàn ông ở trong nhà của mẹ với em gái vậy đấy. Thì mà mình khi mình lấy chồng á, thì em luôn luôn giống như mình cần một cái người mà để cho mình dựa dẫm khi mà những lúc mà mình mệt mỏi. Nên là khi mình lấy chồng thì mình rất là cần cái người mà chia sẻ với mình, đầu óc tay gối mình có thể trò chuyện được với nhau rất là nhiều này kia. Nhưng mà khi đổi lại em lấy chồng 7 năm qua em không có cái điều đó. Và giống như chồng em thì không phải là để nói xấu ảnh hay gì hết, nhưng mà em cũng đã từng nói với ảnh rồi, cái nhà mình giống như là để cho ảnh về để ảnh ngủ thôi, cái nhà trọ thôi cho ảnh thôi, chứ cái này không phải là một gia đình. Mình có bao nhiêu bé? Dạ em cũng có được 2 bé. Bé đầu của em mất được gần 4 năm rồi. Tại sao bé... Dạ bị bệnh chị. Bé bị bệnh. Dạ bị bệnh mất lúc 23 tháng á. Bé thứ hai của em thì được gần 27 tháng rồi. Nãy giờ mình ngồi đây mình nghe, mình thấy bạn Dung á, dù mạnh mẽ cỡ nào đúng không, cũng có một cái nhu cầu rất là phụ nữ. Đó là được quan tâm, được yêu thương. Nhưng mà yêu thương phải bộc lộ ra chứ, yêu thương cất giấu trong lòng mình thấy mình cũng chưa đủ đúng không em? Dạ. Mà cái gì mình cũng làm được, chỉ cần là một cái lời nói, một cái sự động viên chia sẻ thôi. Nhưng mà một cái điều mà phụ nữ mình cũng hơi sai lầm ở chỗ á, là khi mình kết hôn á, mình cứ nghĩ là mình sẽ điều chỉnh được cái người bạn đời của mình. Hồi nãy bạn Dung có nói, hồi trước em cũng biết, nhưng em nghĩ là về có vợ có con ảnh sẽ khác. Đôi khi chúng ta hơi kỳ vọng quá. Và cái gì kỳ vọng quá thì chị thấy đó, cái sự đau khổ, thất vọng nó sẽ càng nhiều. Thì Hà Thúy Anh lắng nghe rất là chăm chú câu chuyện của Dung nãy giờ. Không biết là
Em có cái cảm giác giống vậy không? Là mình cũng sẽ kỳ vọng cái người đàn ông của mình cũng sẽ thay đổi theo cái điều mình mong muốn không? Thật ra thì em cũng là một người phụ nữ nên là em cũng hiểu được cái tâm trạng. Đó là khi mình kỳ vọng rồi mà cái điều thực tế nó không được như những cái gì mà mình mong ước á, mình rất là hụt hẫng. Và chính những cái cảm xúc đó nó bị dồn nén lâu rồi, nó trào dâng ra, nó giống như mà nước mà trào dâng, gọi là tức nước vỡ bờ. Thì những cái cảm xúc đấy nó sẽ xé tan đi cái tình cảm của hai vợ chồng. Và chị thấy kết thúc cái tình huống là nhân vật nữ đứng lên dứt khoát với cuộc hôn nhân này, thì tình trạng của em hiện nay là như thế nào rồi? Em cũng, thật sự là em cũng đã dứt khoát cái cuộc hôn nhân của mình 6 tháng nay. Là tự em quyết định chuyện dạ, đó luôn? À, em đã chủ động là đơn phương ly hôn. Cái thời gian bao lâu để em suy nghĩ, em quyết định như thế? Em lấy chồng rồi, không phải là để lấy thích thì đến với nhau, không thích thì chia tay, là không phải là như vậy. Nhưng mà từ lúc mà mang đứa con thứ hai là em đã chủ động đòi ly hôn rất là nhiều lần. Vì để mình đã mất một đứa con rồi thì mình sẽ phải thay đổi rất là nhiều, kể cả vợ và cũng kể cả chồng phải thay đổi, nhưng mà em thấy anh không thay đổi gì hết. Có một cái em muốn nói với Dung và cũng như là chia sẻ thôi ạ, chứ không phải là cái gì là cáo cao sang. Thế nhưng mà khi đã ở cùng nhau rồi mà khoảng thời gian lâu như vậy rồi ấy, những cái điểm xấu hay là những cái điểm mạnh của mình, của người vợ, của người chồng thì mình đều phải biết hết. Thì em nghĩ là vợ chồng á, là chính thức nó là một cái gì đó nó bù đắp cho nhau, nghĩa là có thiếu gặp nhau để bù đắp cho nhau, trở thành một cái gì đó nó hoàn hảo khi ở bên cạnh nhau. Mà đâu có phải là bù một lần đâu chị, mà bù đến lúc nào mà bên nhau cả đời luôn á. Thì em nghĩ cái sự hy sinh nữa, hiểu, chia sẻ và cái sự hy sinh là không thể nào mà thiếu được. Chị nghĩ là em may mắn có một người dạ, chia sẻ, và chồng em cũng may mắn là có người vợ cũng chia sẻ ngược lại. Rất là tâm lý, hiểu Thảo không? Chắc cũng may mắn vậy đó. Thấy mặt lạng ngời. Thực ra thì em kết hôn cũng được khoảng 10 năm. Em cũng may mắn, cuộc sống tương đối là êm đềm so ra với các chị em. Nhưng mà cũng có lúc này lúc nọ, chị biết rồi, chén bát có lúc trong sống còn khua mà. Nhưng mà may mắn là sau đó thì cũng đã giải quyết vấn đề, hai người cũng hiểu nhau hơn. Thì ở đây mình trở lại câu chuyện của Dung. Em nghĩ là chẳng có người phụ nữ nào muốn mình gãy đổ trong hôn nhân đâu. Chẳng ai muốn điều đó xảy ra hết. Em thì hơi bánh bèo vô dụng, không biết là mình có đủ mạnh mẽ như Dung hay không. Thực ra em rất là ngưỡng mộ Dung, câu chuyện mà chia sẻ từ nãy đến giờ. Người phụ nữ bề ngoài nhỏ nhắn, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng mà ẩn sâu bên trong rất là nhiều nỗi niềm chất chứa. Nhưng mà em nghĩ cái cách quan trọng là chúng ta đối diện với nó như thế nào. Sau khi mà mình chia tay như vậy thì cái nhìn của bạn dành cho người chồng cũng như là cái ứng xử của người chồng đối với bạn và con như thế nào? Khi mà ly hôn rồi á thì em chỉ coi ảnh như là một người bạn. Một người bạn nghĩa là con em thì vẫn cần ba. Có nghĩa là em có thể chủ động nhắn tin hoặc là điện thoại cho anh. Có nghĩa là hôm nay em có việc, anh có thể chở con đi chơi giùm với em này kia. Đối với em là con nó cần phải đầy đủ cha và mẹ. Chỉ là em với ba nó không sống chung nữa mà thôi. Rồi, cái câu chuyện của bạn Dung tôi thấy là bạn mạnh mẽ ở 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lúc yêu, biết ảnh có cái tật xấu đó dạ, mà cưới và hy vọng là mình sẽ đủ tình yêu để cải hóa người đó. Rồi cái mạnh mẽ thứ hai là hôn nhân là mình mong đợi con nhất, nhưng rồi đứa con đầu nó lại rời xa mình, mà mình lại vượt qua điều đó rồi mình sinh tiếp một bé để mình tiếp tục xây dựng cái kinh tế gia đình cũng như là nuôi dạy con. Cái mạnh mẽ thứ ba là đứng trước hoàn cảnh không thể thay đổi được ai thì mình thay đổi mình. Đó là em dứt khoát là ly hôn để mà thay đổi cái hoàn cảnh sống của mẹ của con. Và đến bây giờ chị vẫn thấy em mạnh mẽ khi mà em nói chồng em thế nhưng vẫn là bạn. Tại vì không phải người phụ nữ nào cũng có thể coi người kia là bạn để tiếp tục như vậy. Thì chị thấy các đoạn em đều nhất quán cái quan điểm, cái tính cách của mình. Và cái câu chuyện của bạn Dung này tôi nghĩ nó truyền tải đến mọi người phụ nữ. Trong đó có cả ba chị em mình ngồi đây đúng không? Dù có vẻ ngồi đây mình có vẻ thuận lợi, mình may mắn và mình mạnh mẽ nữa. Nhưng lỡ mà rơi vào tình huống như bạn Dung, chưa chắc là mình đã vượt qua những đoạn như mình nói nãy giờ. Thì có lẽ những người phụ nữ khác, tôi nghĩ bên trong chúng ta cũng có nhiều nội lực để vượt qua. Nếu chúng ta nhận thức được rằng là cuộc sống của mình thì do mình quyết định. Tuy nhiên là hễ cái gì còn mở được thì mở, đừng lấy kéo cắt. Không ạ? Chừng nào mà chúng ta đã hết sức để mở rồi nhưng không mở được thì cắt cũng là một thứ để chúng ta có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Em là phụ nữ nên là em luôn luôn đứng về phía nữ. Có thể là em không phải là một người phụ nữ để có được hạnh phúc hoàn hảo, mình không chắc chắn được điều đấy. Nhưng mà em luôn luôn muốn tất cả mọi người phụ nữ đều hiểu được rằng là hãy mạnh mẽ. Mình có đôi bàn chân, mình có đôi bàn tay. Từ nhỏ mình đã tự tập đi rồi, tự đôi bàn tay này mình cũng tự xúc cơm được. Thì tất cả những điều mà xung quanh nó sẽ không làm ảnh hưởng đến mình. Bởi em nghĩ
là thiên sứ của phụ nữ luôn luôn là che chở và bao bọc và luôn luôn là muốn xây dựng tổ ấm của mình. Nhưng nếu như mình không thể làm điều đó cùng với một người khác, mình vẫn có thể làm điều đó một mình. Không chỉ là với người đàn ông, phụ nữ mới có thể trao gửi tình cảm cho nhau. Sẽ có những tình cảm như là những người chị, những người bạn hay là những người em sẽ cùng đồng hành, nhất là đồng hành với Dung trong cuộc sống. Mình sẽ trở thành bạn của nhau sau chương trình này nha Dung nha. Dạ. Nhớ là phải kết bạn Facebook. Dạ rồi chị. Rất là dễ thương, có thêm những tình bạn mới từ sau những chương trình như thế này. Chắc chắn là khi mà đến với chương trình để mà chia sẻ, để trải lòng về câu chuyện thật của chính mình, thì Dung cũng có những điều muốn gửi đến những khán giả đang xem chương trình đúng không? Qua cái câu chuyện của đời sống của em như vậy á, thì em mong muốn là tất cả chị em phụ nữ tự tin, tự chủ và tự độc lập tài chính của mình. Mình không biết được chữ ngờ ở trước, mình không biết được cuộc sống phía trước như thế nào hết. Mình chỉ biết là mình sẽ cố gắng thật tốt cái vai trò, nhiệm vụ của mình là một người vợ và một người mẹ. Và sau đó là nếu như mà mình không may, giống như em là gọi là không may mắn trong hôn nhân á, thì mình vẫn có thể đứng vững, mình có thể nuôi được con của mình, mình có thể là lo lắng được cho cả gia đình của mình sẽ không có bị hụt hẫng. Có nhiều chị em sau khi mà ly hôn sẽ rất là bị hụt hẫng về vấn đề tài chính. Sẽ bị hụt hẫng lắm tại vì đã sống phụ thuộc vào người đàn ông rất là nhiều. Đó nên là em mong mọi người hãy tập cuộc sống của mình là hãy là một người phụ nữ tự tin, tự chủ và tự độc lập tài chính của mình. Và Dung làm được là mọi phụ nữ làm được. Dạ, em làm được thì chắc tất cả chị em cũng làm được. Chắc chắn là không có người phụ nữ nào mong muốn những cái điều không hay xảy đến với mình. Dạ. Nhưng mà cuộc sống thì nó cũng không nói trước được điều gì. Dạ. Luôn chờ đợi mình những cái điều bất ngờ phía trước. Có thể đó là những niềm hạnh phúc và cũng có thể là những bất trắc xảy đến. Thì người phụ nữ cũng cần phải làm gì? Cần phải chuẩn bị cái tâm thế, những cái kỹ năng như thế nào để mình có thể đối diện, có thể vượt qua những cái điều đó. Thưa chị Linh Trang, một chuyên gia tâm lý mà phải nói là có rất là nhiều kinh nghiệm để mà thường chia sẻ với chị em phụ nữ. Cái gì cần làm bạn Dung đã chia sẻ hết rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng là bản chất của phụ nữ, bản năng của phụ nữ là yêu thương và chăm sóc người khác. Vậy thì đừng quên là yêu thương và chăm sóc chính bản thân mình. Và hai từ tôi muốn quý vị hãy nhớ và cố gắng làm đó là chủ động và chia sẻ. Xin cảm ơn những khách mời, cảm ơn nhân vật ngày hôm nay đã đem đến cho chúng ta những câu chuyện thật sự phải nói là rất là xúc động. Và từ đó chúng tôi cũng tin rằng đã truyền được cái cảm hứng, truyền được những cái nguồn năng lượng tích cực đến với những bạn gái, những người phụ nữ có những hoàn cảnh không may trong cuộc sống. Tin chắc rằng tất cả chúng ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, cảm thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn khi chúng ta biết chia sẻ, độc lập và tự chủ trong cuộc sống của mình. Vâng, thưa quý vị, một chương trình đã lắng động trong chúng ta rất nhiều cảm xúc. Rất tiếc khi thời gian dành cho chương trình đã hết. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19:35 tối thứ tư hàng tuần trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam. Một lần nữa xin cảm ơn, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.